hết cá 150 luôn ha. Hết cá nhỏ hết trơn rồi nè. Có là 150. Mình bán đến tối luôn hả chị? Dạ bán hết cá về. Hết cá về ha. Chú này đang ginh một mâm cá luôn nè. Cái tiệm kia lúc nãy thì mình thấy là chỉ bán 800 con thôi, mà vận động cả 10 người, ở đây thì một ngày bán hơn 3.000 con. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái con đường, mà con đường này gọi là đường Tân Kỳ Tân Quý. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày vía thần tài. Ngày vía thần tài là ngày mùng 10 tháng Giêng. Và cái con đường này cô bác quý anh chị thấy đằng sau là bán rất là nhiều tóc lập, cá lóc nướng. Và người ta gọi cái con đường này gọi là phố cá lóc nướng vào ngày vía thần tài. Thì trong cái sự tích về ngày vía thần tài cô bác quý anh chị thì có một sự tích là ngày xưa thần tài ở trên trời. Và sau khi ông nhậu xỉn, ông xuống trần gian, ông dạo chơi và ông nhậu xỉn. Sau đó thì cái đầu của ông mới va vào đá và ông không nhớ mình là ai. Và cứ như thế thì ông cứ đi ăn xin khắp nơi. Có một cái quán đó mời ông vào đãi cho ông gà vịt và ông đã ăn và từ từ thì ông nhớ lại, ông bay về trời. Cũng may là ngày cái quán đó khi mà mời ông vào ăn thì từ đó về sau quán nó bán rất là đông. Đó là một trong những cái sự tích. Nhưng mà trong sự tích về vía thần tài thì cúng gà vịt thôi. Còn cái việc mà cúng cá lóc thì như thế nào thì mình cũng không rõ. Nhưng cái con đường này người ta cúng rất là nhiều, cúng rất là nhiều cá lóc, mua rất là nhiều cá lóc như thế này. Và bây giờ mình mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha, để quay cho cô bác quý anh chị xem. Cá lóc này là bao nhiêu con chú? 200 đến 180 ngàn một con. Mỗi một sạp bán cá lóc như thế là khoảng chừng 10 người bán mới đủ á. Đó cô bác quý anh chị thấy không? Và tất cả con đường này toàn là khói luôn á. Cá luôn anh, cá chậu anh. 200, 200. Rồi con 200 cái đại xu anh này luôn. Con nào cứng cứng rồi. Dạ. Mệt quá hệt. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Con vậy? Một con 200 móc đâu luôn nè. Rồi. Mới lớn nhỏ vậy. Dạ được không? Rồi một con 180 nữa. Dạ chỉ là hai giá đó thôi à. Ở đây lên khói như hôm kia ha. Năm nào cũng vào ngày cái. Năm nào cũng vậy anh ha. Đây là gọi là đường phố cá lóc nướng mà. Mỗi một sạp như thế này là ngày người ta bán khoảng 200-300 con vậy mà. Hơn hả? Hơn hả? Vậy đây con 200 đâu đâu dùm em luôn. Một con 200. Mỗi một con mà từ 180 đến 250 một con. Mà ngay cả bây giờ thời điểm bây giờ là cũng không có cá lóc nướng luôn. À, phải nói là con gì là hơn ký hả chị ha? Dạ. Thấp nhất là 170 hả? 150 mà hết cá 150 rồi. Hết cá 150 luôn ha. Hết cá nhỏ hết trơn rồi nè. Ờ. Có 150. Mình bán đến tối luôn hả chị? Dạ bán hết cá về. Hết cá về ha. Dạ. Mình lấy cá hôm qua sẵn rồi. Dạ đúng rồi. Lấy cá hôm qua sẵn rồi, bữa nay mới xuống cá nữa. Khi nay là xuống cá nữa, ngày mai bán tiếp. Dạ không có. Ờ. Bán hết hôm nay là đúng. Con cá này của ai không? 500 con không chị? 200. Dạ, 800 mà. Hả? Ngày em 800. Một ngày 800 con. Dạ ngày nay 800 con. Trời. Hôm nay mùng 10 với thằng tài mà. 800 con cá lóc trong dạ, ngày nay. Ngày 800 nha, em bốn lò lận đây đây như đây
400 con. Dạ. Ồ. Mà nướng là vẫn không kịp luôn hả chị ha? Dạ không kịp nướng, nướng không hết cá rồi, giờ khách phải chờ cá không à. À. Cô bác anh chị này là nói là không tin là ngày nay bán 800 con mà nướng vẫn không kịp bán luôn. Mỗi một con thấp nhất là 150 ngàn, nhưng mà bây giờ cũng hết giá, hết con đó luôn rồi. Dạ hết 150 rồi, nếu mà muốn là phải chờ nướng. Nướng này cây mía hả chị? Chị ơi, cây mía hả? Dạ đúng rồi. Mía lao ha. Nướng cho. À, đang cho ngọt trong cá. Dạ. Với lại dễ cầm cá chở. Chị là bốn cái sạp ở trong cái phố này, cô bác thấy một cái phố mà toàn là khói không được đó. Lý do là cái con đường này là đường nướng cá mà. Cách bên kia quạt rồi. Mấy người làm mới đủ chị? Dạ, quy động cả nhà ra luôn mà không kịp. Cả nhà cũng mướn thêm 2-3 người nữa không? Mướn thêm 2-3 người cả nhà mình là 10 người không? Thế cũng phải tầm con. Dạ 2-3 chỗ mà đâu có một chỗ thôi. Ờ. Con lớn hay nhỏ anh trai? Dạ chờ nướng giùm em nha. Chờ nướng được không anh trai? Còn mau lắm. Dạ chưa có liền à. Còn mau. Khoảng nửa tiếng à. Chứ mình đợi mình cho xe vô đi rồi mình ngồi về đi cho mấy. Sao anh trai? Cái tục mướn cá lóc này về nhà dưới thằng Tài lâu chưa chị? Dạ lâu lắm rồi anh. Nhà em bán này là 10 năm rồi mà có trước đó là cũng lâu lắm rồi. Ờ. Nhìn cá lóc thơm ngon quá ha. Là chỉ có cá thôi, có rau không chị? Dạ có rau, cũng mắm cá này. Ờ. Đây là mỡ hành. Ờ. Một phần gì là rau luôn là 200 ngàn ha. Rồi anh này anh đem cá qua tiếp rồi nè. Đủ. Đây nè, trước con 200 con trai luôn đi. Cái này đặng nó nướng đỡ nè, mình sẽ ngon lấy cả. Đảo, đặt lại tạo được. Tám là phải chờ chứ không có liền luôn á. Ờ, bây giờ mình đi qua sạp bên kia rồi. Chúc chị bán đắt nha, mau hết sớm nha. Cá này thì nhỏ hơn tí xíu. Quá nóng luôn hen ha. Bình thường thì một con cá lóc là ngày thường là khoảng bao nhiêu tiền hay chút? Phải 101 này họ lên trong đó. Sao chú mua cá lóc cúng ngày vía thần Tài là tục lệ là sao chú? Thì công đức có. Dạ. Lấy con. Không chỉ con 668. 68. Lại có 108 cho chú này nè. Còn nữa nè. 108 luôn à. Đây nè. Rồi lấy con nữa nè. Lấy hết nha. Cứ tục lệ người ta cúng đức em. Dạ. Tục lệ lâu rồi ha. Lâu rồi. Con không rồi. Còn ai nữa không? 320 ơi. Chúc chú năm mới gặp nhiều tài lộc. Đủ mà. Đồ cá lấy tiền nha. Theo chia sẻ của chú á thì ngày bình thường thì một con cá lóc là nó chỉ khoảng chừng 150 ngàn. Nhưng ngày hôm nay thì cá lóc nó mắc hơn. Nhưng mà vẫn không có cá lóc nướng nhờ anh đó anh ginh đi kìa. Trời ơi trời, chạy theo ảnh rồi. Cái con đường này bình thường thì không đông nóng, nhưng mà hôm nay thì con đường này cực kỳ đông luôn cô bác quý anh chị. Dạ,
lúc mà họ cúng cái ngày vía thần tài á là cúng khoảng từng dao động khoảng từng 5-6 giờ là người ta sẽ đi mua cá trước, nhưng mà vào thời điểm này là một thời điểm gọi phải nói là ngập trời cá lóc luôn. Và để nướng thì chắc có lẽ là người ta sẽ nướng ở trong nhà sẵn. Lấy bao nhiêu? 200 đây, 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 của anh này để gói nè. À, đang gói. Một con 200. Có chị này có 200 luôn à. Nói chuyện với chị. Với không, không. Cả luôn đây nó bắt dạ. Rồi. Rồi. Một con 200. Múc cho bông hồng hồ anh đây chứ. Rồi, múc rồi, có chị này đúng đã. Bên này. Múc đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lại những cái sạp ở đằng kia nha cô bác. Theo một số tìm hiểu nghiên cứu thì lúc trước thần tài thì xuống đây chỉ để ăn gà vịt rồi sau đó nhớ lại về trời, nhưng mà không hiểu tại sao thì ở cái phố cá lóc này họ lại bán nhiều cá lóc như vậy, và cái người dân thì họ rất là tin tưởng và họ mua cá lóc. Và trước mặt cô bác quý anh chị thấy đây rất là đông luôn, đông nghịch luôn nè. Một con lớn nữa. Ồ, anh đang nguyên một dãy luôn nè, ghê không? Cái con vậy nhiêu hả chị ha? 200 ngàn. Rồi, cá liền nha. Rồi, cho ra cái đi. 27 không? Lấy luôn. 20 người bán không? Nhưng vậy là sáng phải nướng sớm rồi. Mỗi một con thì thấy ở đây dao động từ 180 đến 200 ngàn. Cá nhỏ thì không còn nữa. Mà vẫn không đủ cá để bán nha chị ha. Bây giờ mình sẽ qua bên đây. Xin lỗi. Chú này đang ginh một mâm cá luôn nè. Họ phải dành chen lấn với nhau để mà mua được cái con cá lóc đem về cúng ngày vía thần tài, cầu mong cho mình một điều may mắn. Con trăm hả? Dạ không. Con 200. Con trăm là chắc hồi không còn con nào luôn á. Đúng rồi. Coi như sang năm khỏi bán luôn, hết bốn luôn. Hôm nay thì mình bán bao nhiêu con hả chị ha? Chị bán hay mua? Chị bán. Hôm nay thì ngày hôm nay chị bán khoảng 1000 con không? Hơn 1000 con á. 3000 con. Trời ơi. Đó chị này cạch ha. Bán ngày hết sớm thì mình nghỉ sớm. Mình lấy trước 3000 con cá lóc hả chị? Đúng rồi. Sớm thì sớm, bây giờ đâu có bán nữa. Chỉ riêng ngày hôm nay là bán nhiều vậy thôi. Ngày thường mình có bán không? Có, ngày thường bán quanh năm à. Ngày thường thì ngày 200 con hả? 200-300 con. Nhìn cá lóc nghe mùi thơm ghê á. Con mới nướng xong rồi hả? Cái tiệm đằng kia lúc nãy thì mình thấy là chỉ bán 800 con thôi, mà vận động cả 10 người, ở đây thì một ngày bán hơn 3000 con. Là còn 200 con à. Bán từ 4 giờ sáng. Rồi, con lớn. 4 giờ sáng đến hơn mấy giờ là giãn khách chiều chị? Chiều là đến 4 giờ là hết. 5 giờ là hết hả? Vận động nguyên một đại gia đình mình luôn. Có nhiều bao nhiêu người đưa lên hết chị. Cái khu đằng trước là nướng và cái khu đằng này là người ta sẽ 2 đến 3 người sẽ ướp mỡ hành lên để quấn một cái con cá lóc như thế này. Vất vả nhưng mà vui ha chị ha. Dạ.
Chim cút thôi, hôm nay thì anh chuyển sang kinh doanh cá lóc luôn nè. Không, và cả sóc khắp một cái con đường này á rất là đông, và hôm nay thì đông một cách lạ thường bởi vì một cái đặc sản đó là cá lóc nướng để cúng thần tài nhân ngày vía thần tài. Cô bác quý anh chị chạy một đoạn đường nữa thì thấy rất là nhiều người bán cá lóc nướng như thế này ở, và phía bên kia thì cô bác quý anh chị thấy rất là đông đúng không, còn ở một đoạn bên kia nữa kìa. Và bây giờ mình sẽ qua bên đây. Thì hôm nay là một cái ngày vía thần tài, mình có một cái suy nghĩ rằng là thì ngày vía thần tài là mang lại một cái tài lộc may mắn. Không biết những người mua họ sau khi họ cúng cá lóc xong thì gia đình họ có may mắn hay không, nhưng mà đối với bản thân mình, những người bán cá lóc nướng này thì là những người đang phát tài. Mỗi một ngày bán 3.000 con, 5.000 con. Hai con 300. Rồi gói 2 con nóng cho gói 2 con. Gói 2 con cho rưỡi thôi đi. Đang con 150 hay chị ha? Dạ. Hôm nay bán 2-3 ngàn con gì không chị? Chắc chừng ngàn là em. Ngàn hả? Ngàn con. Sao từ từ em lấy cá hả, lấy tiền. Rồi gói cho chú là này 2 con cá lóc nè. Ở đây thì nướng chín sẵn hết, hai muốn lựa thì sau đó hâm nóng lại thôi. Còn người ta muốn lấy cái này đó thì người ta lấy nóng liền, gói liền. Ờ, à, có liền luôn hả? Chị này cũng như mới nướng để xuống hồi nó nguội. Ờ. Mình hâm nóng rồi mình mới gói vô rồi về tới nhà nó còn nóng. Hôm nay thì bán khoảng chừng 1.000 con thôi. Dạ, mà ở trên này chị đợi lâu á. Rồi chúc chị buôn bán phát tài nha. Rồi, chị cảm ơn em. Không được chạy đâu. Nó mỏ, nó teo lại còn thịt không quá trời nhiều luôn. Nguồn cá lóc này mình lấy ở miền Tây hả chị? Ờ, miền Tây. Lấy một con đó đây, lấy con đẹp đẹp đây. Chị Vinh đó, chị Vinh đó. Dạ. Đi gói cho em. Ôi đây đó, nguyên một cái tuyến đường này là bán luôn hết luôn hả chị? Bán cá lóc không á. À, bữa nay người ta nghỉ mấy chủ rồi đó. Là bao nhiêu đoạn đường này dài bao nhiêu mét chị biết không? Chị có uống rành nữa, gái chị nó ở đây, chị Trà Vinh vậy lên chị bán phụ. Ồ, chị ở Trà Vinh hả? Ở Trà Vinh. Ồ. Chị mới lên đây ha? À, mới lên bán phụ gái nè, chủ nè. Chị chủ. Trong đó cho 2 con trăm rưỡi. Chỉ như những người dân miền Tây thì mới nướng cái lóc nhiều như thế này thôi. Một con. Cho 2 con trăm rưỡi. Đây, mỗi một tiệm như thế ít nhất thì bán khoảng 1.000 con. Nó bán từ bữa mùng 2 tới nay là 5 ngày cũng cả 150, 750 kìa đó. Mà bữa nay là nhiều nhất. Ờ. Quả là không sai khi mà một cái tuyến đường này người ta gọi là một cái tuyến đường phố cá lóc nướng. Mà theo mình nghĩ á, thì trong nhà Phật thì hạn chế sát sanh, nhưng mà mỗi một ngày như thế thì tất cả các tiệm ở đây á thì họ muốn cầu mong bình an để phát tài, thì biết bao nhiêu con cá lóc đã hy sinh như thế này rồi. Và bây giờ mình sẽ qua bên đây quay cho cô bác quý chị một trong những cái tiệm lớn rồi mình sẽ kết thúc luôn nha. Gì thêm nữa, và đây là một trong những cái tiệm cá lóc nướng mía mà cũng khá là đông ở ngay chỗ đường Tân Kỳ Tân Quý như thế này. À, thưa cô bác quý anh chị, hôm nay là ngày mùng 10 âm lịch tháng Giêng và cũng là ngày vía của thần tài, thì mọi người đến đây để cầu mong một sự may mắn, điều gì đó cho gia đình mình năm mới phát tài, thì mình cũng mong như vậy. Và chúc cô bác quý anh chị, những người xem video clip này sẽ có một năm mới phát tài, và hẹn gặp lại.